và xử lý ghim gỗ hiệu quả với bả lau 28P. Trong quá trình hoàn thiện một sản phẩm đồ gỗ, giai đoạn xử lý thô đầu tiên là vô cùng quan trọng. Trong đó, để xử lý những phần ghim gỗ, bả lau là một trong những bước quan trọng tạo nên lớp sơn phủ hoàn hảo cho nội thất. Bả lau giúp chám chét lên khuyết tật gỗ như mắt gốc, lỗ mọt. Trong quá trình gia công, gỗ có những khuyết tật nhỏ như thiếu phôi, lỗ đinh làm mất thẩm mỹ. Bả lau được dùng để lấp chỗ, tạo bề mặt sản phẩm mịn và đầy. Sản xuất trên dây chuyền công nghệ nhập khẩu châu Âu, bả lau 28P G8 Platinum là một sản phẩm mới của công ty cổ phần Sao Việt Nam, sử dụng đa dạng cho gỗ thịt, gỗ có vân, gỗ vecni dán. Sau khoảng 30 phút xả nhám, tiến hành phun lót 71P, cứng 60P, dung môi tỷ lệ 2:1:3. Tiến hành dạng màu NC và phun phủ mờ 81P, 50%, cứng 60P, dung môi tỷ lệ 2:1:3. Hiện sản phẩm bả lau 28P được sản xuất bởi công ty cổ phần Sao Việt Nam và đóng gói dưới dạng 1kg, 4kg, 15kg, rất tiện lợi cho mọi nhu cầu sử dụng của người thợ.